Xin chào mọi người. Hành động này là em khuyến cáo là không nên áp dụng nhá, tại vì ở đây là bọn em là có quần bảo hộ rồi mọi người nhá. Loại xịn luôn đấy. Cắn đầu. Răng ngọn này cắn rất là đau chứ. Nó bé nên là răng nó nhọn. Thôi đau quá thôi, trèo dạng được. Cho ghế và cho nó đứng lên ghế anh. Đây quay trên cho mọi người xem. Nó cắn là ghế kìa. Cắn là ghế luôn. Ôm lên rồi. Con này cắn nó. Con này cắn nó miệng to. Phải ôm lên không có con này. Mà mọi người thấy nó ngoan không? Ôm lên là nằm im luôn này. Đống đàn em buông ngày xưa. Đây không mọi người? Ngày xưa vẫn kinh hơn. Thôi ra đi, ra đi. Đây. Mono phiên bản Malinois. Đây. Nó càng cắn hàng ngay ạ. Dạ, con này cắn gớm cơ. Dạ. Không nhả luôn. Nhắc lên thịnh. Ấy. Đấy này. Cắn. Nhỏ nhá. Biết không? Nhỏ nhưng có vỡ luôn. Con kia cắn ghế luôn. Ấy ấy ấy. Lại quay sang cắn ghế chứ. Sang không ạ? Sợ thật. Quay sang cắn ghế. Ôi rồi. Này. Không, nó đẩy ghế luôn nha, mọi người nha. Cái này mà cho cái chậu úp vào thì nó lại đuổi cái chậu. Sang cả ghế luôn. Chị Hương chuẩn bị mất cái ghế. Malinois nếu mà mọi người chơi về dòng phát xét bỉ thì bao giờ cũng phải quan trọng nhất là thần kinh nhé mọi người nhé. Mọi người đừng chơi về hình ảnh. Mà đối với cái đàn chó này của bọn em thì là màu mảng đẹp luôn đúng không? Cũng không phải bàn luôn. Thần kinh thì em vừa test cho mọi người xem rồi đấy. Đấy, ngày xưa là cứ phải chó phải đẹp đúng không? Là vừa đẹp phải vừa thần kinh hay nữa, vừa phả hệ tốt nữa đấy. Đấy. Đây nào đấy, mọi người cứ chơi lâu thấy khác biệt nhau mỗi chỗ đấy. Cứ bảo nó không có phả hệ tốt mà. Bạn em quay video bao nhiêu đàn luôn đúng không? Đấy. Cứ bố nhập, em bảo là bố nhập nó vẫn rất là khác biệt mọi người nhá. Tham đồ. Giống có FCI mà bố lung tung thì cũng không ra được làm sao cả. Cả những bạn mà nhìn nó hơi còi một chút nhưng mà rồi sau nó thái rồi sau nó bây giờ nó có thể nó hơi còi nhưng mà sau này nó sẽ rất là đẹp. À, tiện đây thì em sẽ báo giá luôn cho mọi người nhé. Trung bình thì hiện tại em đang xuất những đàn nó tầm 6 triệu nhưng mà có cái đàn nhỏ hơn này này thì em sẽ giảm 1 triệu cho mọi người. Nhưng mà mọi người yên tâm là tại vì nó nhỏ hơn là do tiêm vaccine sớm quá ấy. Nên là khi mà về anh chị ấy, thì anh chị cho ăn uống với cả nó con chó nó được nghỉ ngơi, nó được ngủ ấy. Thì là nó lại phát triển bình thường. Ở đây thì cái đàn này mọi người thấy là thần kinh nó căng quá. Nên là nhốt chung trong đàn thì nó cứ cắn nhau ấy. Cắn cả ngày cả đêm. Nó nghịch, nó cắn nhau quá nên là nó cũng không lớn được, ăn vào chỉ để xả điện thôi nên là nó cái năng lượng dồn với cái việc phát triển nó gần như là nó không có ấy. Anh chị về nuôi một con với cả nó được thả chạy nhảy ấy, nó được xả điện thì nó phát triển bình thường luôn. Nó cùng ngày nhau hết đấy nhá. Mà cuối cùng là con thì lớn tướng, con thì còi dí. Nhỏ nhưng có võ với cả sẽ giảm giá cho mọi người. Mảng màu rất là đẹp, thần kinh chất luôn. Gầm đen kịt. Yên tâm là đầy vào đầy đủ hết rồi. Việc nuôi là chỉ cần nếu mà nó ở nhà thì lên vu vu luôn cho đảm bảo với mọi người rồi. Con nhỏ còn hay đi cắn con này. À, những cái con nhỏ như thế này hoặc là mọi người khi mà nuôi chó ấy, thì mình sử dụng những cái bộ ba thần thánh của bên em nhá. Những cái bộ này nó giúp con chó phát triển đầy đủ chất để con chó phát triển ấy. Mọi người thấy là có những con nó hay gặm đất, gặm đá này hay là ăn phân ấy
thì đấy là do nó đang thiếu chất, đang thiếu khoáng nên là nó tự bổ sung vào cho cơ thể nó mọi người nhé. Rồi đây để em sẽ quay video riêng từng con, anh chị nào thích tầm giá như thế nào thì liên hệ số hotline giúp em nhé, giá nào cũng có luôn. Anh chị yêu thích dòng chó này thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ trại em ạ. Xin chào mọi người.